từ sau khi sinh hai nhóc tỷ Leon và Lisa, Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả gọn gàng khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Để có được điều này thì bên cạnh chế độ ăn uống, nữ ca sĩ cũng đã không ngừng tập luyện. Cô luôn duy trì thói quen tập yoga vào mỗi buổi sáng. Song song đó thì một tuần 3 buổi, cô còn tập riêng với huấn luyện viên thể hình riêng tại nhà. Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca Cả Bầu Trời Thương Nhớ còn khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt video clip ghi lại cảnh cô tập luyện hùng hục từ yoga đến đẩy tạ. Sau khi chia sẻ, bài đăng của Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận suýt xoa, bày tỏ sự ngưỡng mộ từ mọi người. Ai nấy đều phải gật gù công nhận trước khả năng tập luyện của nữ hoàng giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì Hồ Ngọc Hà vẫn bị một số cư dân mạng cho rằng cô vừa mới sinh chưa được bao lâu mà đã tập tành như vậy là không nên, thậm chí còn nhận xét nữ ca sĩ xa xỉ sức khỏe quá. Cụ thể, một người đã bình luận: "Đẹp rồi chị ạ, làm gì cho khổ vậy chị? Dù gì thì chị cũng mới sanh mổ mà, bây giờ chưa đâu. 50 tuổi chị sẽ hiểu sao hồi đó xa xỉ sức khỏe quá." Sau đó, một người khác cũng để lại bình luận đồng tình: "Đáng lẽ mẹ phải là người nói điều này, vì sanh mổ thời gian còn quá ngắn nên vết thương chưa lành hẳn đâu. Hà thử tưởng tượng là hiểu hơn ai hết, vậy mà tập quá nặng không tốt đâu." Trước việc bị nói đẹp rồi tập chi cho khổ, Hà Hồ cũng nhanh chóng đáp lại. Theo cô cho biết: "Em ơi, không tập thì 50 mới ốm yếu đó em. Mẹ chị 62 kìa em." Và khẳng định mình đã được bác sĩ cho phép tập. Lời phản hồi của Hồ Ngọc Hà trước ý kiến chỉ trích việc tập luyện sau khi sinh của cô đã nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình ủng hộ từ mọi người. Có thể nói việc tập luyện sau sinh đối với những mẹ bỉm sữa rất quan trọng, không chỉ giúp lấy lại vóc dáng nhanh chóng, khiến mỗi người phụ nữ trở nên đẹp hơn, tự tin hơn, mà còn giúp họ cải thiện sức khỏe của bản thân.